Cái gì? Chúng mày lại đòi bỏ nhau á? Lạ nhỉ? Sao chúng mày nói chuyện đơn giản như là mua mớ rau mớ cỏ ngoài chợ ấy nhỉ? Hơi một tí là mở mồm ra đòi ly hôn. Mẹ dạy mày như thế hả Minh? Mẹ, nhưng mà cô ấy quá đáng mẹ ạ. Mẹ ơi, anh ấy đi làm về nhá, nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ luôn. Con hỏi là nhất định không nói. Không tình yêu tình báo thì là cái gì? Cái gì mà tình nhân tình báo? Người ta nói chuyện công việc đàng hoàng. Công việc đàng hoàng? Mẹ xem anh ấy kìa. Này, anh đi đâu đây? Ở đây nói chuyện rõ ràng xem nào. Còn con nữa, hơi một tí là ngoặc cái mồm ra thế nhỉ? Phải biết kiềm chế bản thân chứ. Đã là phụ nữ ấy, nếu không khéo léo thì bớt cái mồm lại. Đàn ông ấy, họ ghét nhất là cái tính cằn nhằn đấy nhá. Mẹ mình thấy thái độ của anh ấy còn gì nữa hả? Thôi, mẹ không nói chuyện với các con nữa, nhức hết cả đầu. Mẹ! Mẹ! Trời ơi, mẹ mua nhiều thế, sao mẹ không gọi ship? Ui giời ơi, hơi một tí là gọi ship. Mà con cũng lười lắm cơ. Ngủ mãi đến trưa mới dậy thì đi ra chợ còn cái gì nữa. Chính vì thế mà mẹ phải mua nhiều đồ ăn thế này đấy. Mà mẹ nói cho con biết nhá, từ khi con về làm dâu nhà này, con chưa nấu được một bữa cơm ngon nào cho chồng cả. Hơi tí thì gọi ship, có khách đến thì đòi ra nhà hàng. Đàn ông ý, họ yêu qua đường dạ dày đấy. Chính vì thế mà con phải yêu thương chồng con vào, rồi học nấu ăn đi. Nấu cho nó những bữa ăn ngon vào thì nó mới không đi lén phén ra ngoài được nữa chứ. Thật thế hả mẹ? Chứ còn gì nữa? Thế mẹ nói đùa à? Thôi, đi về. Ôi! Trời ơi! Sao mà lại về đến thế chứ lị? Mùng tơi phải nhặt từng lá một chứ không phải là rau ngót đâu mà con tuốt như thế. Nhìn đây này. Đấy, để xong cái ngọn cấu đi. Đấy con làm đi. Để con làm. Ơ, anh Minh ạ. Alo anh à. Đây mẹ anh nấu cơm này. Alo. Sao đấy? Anh Minh bảo là không về ăn cơm mẹ. Em yêu vậy? Em ăn cơm trưa cho anh mà. Không cần đâu, anh bận lắm. Thì dù gì em cũng mang đến rồi, anh ăn đi. Lát anh đi ăn với bạn rồi. Anh Minh, sao anh không đợi em mà đã xuống đây rồi? Mọi người đang đợi anh đi ăn đấy. Này, cô là ai mà ăn nói linh tinh thế hả? Giới thiệu với cô, tôi là Linh, thư ký mới của công ty. Mà cô là giúp việc nhà anh Minh à? Cô cầm cơm về đi. Từ bây giờ anh Minh đã có tôi chăm sóc rồi. Cô nói gì vậy? Đấy là vợ tôi đấy. Kiểu vợ, vợ nghe giải thích đã. Không phải giải thích cái gì hết. Bây giờ ấy, anh có người chăm sóc đào hoàng tử tế rồi. Thích nhá. Chuyện không như là em nghĩ đâu. Anh cũng không biết tại sao cô ta nói như thế nữa. Thực ra anh với cô ta không có gì cả. Không có gì á? Hả? Mày giải thích đi. Thế này là như thế nào? Vì nghi ngờ nên tao đã đi theo dõi. Tao nói cho mày biết nhá, cái nhà này này không có thói ong bướm lăng nhăng ở bên ngoài đâu nhá. Mẹ ơi, chuyện không như là mẹ nghĩ đâu. Con cũng không hiểu tại sao cô ta nói thế nữa. Không có gì à? Không có gì mà lúc nào cũng dính đến nhau. Về đến nhà rồi còn buôn chuyện đến nửa tiếng đồng hồ, lại còn chăm sóc cho nhau nữa, thế là thế nào? Thực ra bây giờ bên công ty con đang có cái dự án lớn, nên là phải nói chuyện trao đổi thường xuyên với nhau. Này, bất kể là lý do gì tao cũng không chấp nhận được nhá. Còn nếu mà nó trong sáng ấy, mày gọi nó đến đây, ba mặt một lời xin lỗi vợ mày đi. Không cần thiết á, đuổi việc nó luôn. Kìa mẹ, nhưng mà Linh nó là thư ký tốt, thư ký giỏi. Bây giờ bảo đuổi việc đuổi sao được mẹ? Này, xã hội đầy thư ký tốt nhá, không có đứa này thì có đứa khác.
Mà cái loại thư ký không biết giữ mồm giữ miệng như nó thì trước sau cũng hỏng việc. Mà tao nói cho mày biết nhá, nhà này chỉ duy nhất một đứa con dâu tên là Diệu thôi. Còn mày cứ lén phéng linh tinh bên ngoài, đừng có trách vào mẹ quá đáng đấy. Đi. Ơ này, dạ. Thế sao không gọi cái Rượu xuống ăn sáng đi? Vợ con dậy từ lâu rồi mà mẹ. Con ngủ dậy là không thấy đâu rồi. Không thấy đâu á? Vâng. Thôi chết rồi. Này, à? Hay là nhớ nó nghĩ quẩn, nó bỏ đi đâu thì sao? Rượu ơi! Rượu! Này, mẹ nói cho mày biết nhá. Nếu có chuyện gì xảy ra ấy, mày đừng về cái nhà này nữa. Mẹ bình tĩnh đã. Giờ con với mẹ đi tìm mà được cái gì? Anh ơi, anh cho em hỏi một chút ạ. Anh thấy cô gái cao tầm này, tóc vàng vàng đi qua đây không anh? Anh, em chào anh ạ. Anh có thấy cô gái cao chừng này, tóc vàng vàng đi qua đây không ạ? Vâng, tôi không biết. Vâng, em cảm ơn anh. Anh đi đâu đây? Sao thở dốc thế kia? Này, mới tập thể dục xong à? Em đi đâu vậy? Thì em đi chợ. Hôm trước nha, mẹ đưa em đi chợ. Xong rồi mẹ dạy em chọn cá này, chọn rau này. Hôm nay mua được hơi bị nhiều đấy. Thế không phải là em bỏ đi à? Bỏ đi á? Ừ. Bỏ đi đâu? Anh... Mà nhá, hôm qua em có xem được cái clip ở trên mạng. Cái chị ấy làm vợ nhưng mà không biết làm cái gì cả. Xong rồi chồng chán, chồng bồ bịch các thứ. Trông đáng thương lắm. Anh... Cho nên là ấy, từ ngày hôm nay em sẽ quyết tâm trở thành một người phụ nữ đảm đang. Để cho anh không thoát khỏi được tay em đâu. Em không sợ chuyện hôm qua nữa chứ? Có chứ. Anh đừng nghĩ thế mà em bỏ qua nhá. Em thù hơi bị dai đấy. Thế cả cô ta là người công ty anh. Anh tự đi mà xử lý đấy. Mà em nói cho anh biết nhá. Cô ta nói được như thế với em với anh ấy, tức là cô ta sẽ nói được với tất cả nhiều người nữa. Anh tự đi mà giải quyết đấy. Anh xin lỗi vợ. Thực ra đợt này ở công ty anh cũng hơi nhiều chuyện, nên là anh hơi vô tâm với em. Lại còn trách em ghen tuông vô cớ nữa. Mà anh thề nhá, anh mà lăng nhăng ấy là kiếp sau anh là con kiến cho em dí chân lên luôn. Tha lỗi cho anh nhá. Để xem đã. Thế là thế nào? Anh ơi, anh xách đồ vào nhà hộ em với, nhiều đồ quá. Này, cô tha gì mà đống đồ vào thế này? Tôi cho cô biết nhá, tiền là không phải là lá mít đâu. Tiền là mồ hôi công sức của tôi đấy. Em mua đồ cho con mà. Em sắp sinh rồi. Em nói anh đến cái bảo bận mãi, em phải tự đi đấy. Chứ còn gì nữa? Tôi còn bận kiếm tiền nuôi cả thân cô đấy, chứ không rảnh mà chơi. Giờ cô làm sao? Ý kiến gì à? Em có dám nói gì đâu. Đây, em cũng mua có một ít thôi, có dám mua nhiều đâu ạ? Tôi không cần biết. Cô tự đi mà giải quyết đi. Điều hòa nhà mình hỏng hay sao ấy. Em bật mà chả thấy ấm gì cả. Lạnh quá em không ngủ được. Tôi tắt đi đấy. Ngày bật 2-3 tiếng là đủ ấm rồi. Bật cả ngày chết tiền điện à? Vâng ạ. À anh này, em sắp sinh rồi ấy. Hay là mình thôi giúp việc nhá. Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, nhà bao nhiêu thứ cần phải chi tiêu. Tiết kiệm mà không ăn ai, cứ tiêu xài phung phí như cô mà chết à? Thì tại bác sĩ bảo là mấy tháng cuối cần phải nghỉ ngơi cho nên là... Thôi, không phải lấy lý do bầu bí ra để sinh sự đâu. Tôi nói cho cô biết nhá, không phải mình cô biết đẻ. Người ta vẫn đẻ, vẫn làm việc bình thường. Ở nhà đã không làm gì ra tiền ấy, thì chịu khó làm việc đi. Đấy nhá, tôi rất là nhiều việc, không rảnh rỗi với cô đâu. Mà này, tuần này mẹ về quê rồi đấy, chịu khó làm việc nhà đi. Không phải lừa chảy thuế đấy đâu.
lại. Cầm lấy. Anh này, em nhớ không nhầm ý, thì lương tháng của anh là 20 triệu. Sao tháng nào anh cũng đưa cho em có 5 triệu như này, sao mà đủ chi tiêu ạ? Làm sao? Giờ cô chơi ít à? Cô suốt ngày chỉ ở nhà ăn, em suốt ngày mở mồm ra tiền tiền, cô không chán à? Em có muốn nói thế đâu, nhưng mà anh nhìn xem, bây giờ em bầu bí bụng to như thế này phải ở nhà, không đi làm được. Hai vợ chồng thì mới ra ở riêng, bao nhiêu khoản phải chi, tiền điện, tiền nước, tiền chi tiêu hàng tháng. Mà anh đưa cho em có 5 triệu như thế này, sao mà em xoay sở kịp được? Này, cô nên nhớ, ở trong nhà này mình tôi kiếm ra tiền đấy nhá. Đàn ông ra đường cần phải tiêu tiền chứ. Hay là tôi đưa hết tiền cho cô, rồi đi chơi bạn bè tôi ngửa tay xin tiền cô nhá. Mà cô là vợ tôi chứ không phải mẹ tôi đâu. Em không có ý đấy, nhưng mà anh đưa cho em cái từng này thì làm sao mà em... Thôi, cô im đi, cô không phải dạy tôi đâu. Anh tiêu tiền hay là suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt rồi tiêu xài cho bản thân của mình đấy? Này, cô láo lắm rồi đấy nhá. Cái loại đàn bà không biết gì có to mồm à? Tôi đi nhậu cũng chỉ để kiếm tiền thôi, để tạo mối quan hệ thôi. Cái loại mặt cô ấy, cầm tiền mà câm mồm đi, nói nhiều lắm rồi đấy. Ok, tôi qua luôn đây. Anh mới mua điện thoại mới đấy à? Điện thoại này đắt tiền như thế, anh lấy đâu ra tiền mà mua đấy? Tiền của tôi thích mua gì là việc của tôi. Cô quản lý tôi à? Hay là tôi cũng ngửa tay xin tiền cô? Hả? Nhà mình có bao nhiêu khoản phải chi? Bụng em to như thế này vẫn phải làm việc nhà. Mình còn sắp sinh con nữa, anh lại đi mua điện thoại đắt tiền như thế kia. Này, anh kêu tiền với em mà anh kêu xài hoang phí cho anh thế à? Cứ thôi nghe giọng rồi đi. Cô đừng tưởng cô mang bầu, cô muốn nói thì nói. Giờ tôi đi có việc, tí về tôi xử lý cô sau. Uống đi anh em ơi. Vô. Ui, uống đi mày, tao bảo hết cơ mà. Ôi ôi, cái gì mà vợ con gì thằng mày nữa. Uống đi. Uống hết đi nhá. Bầu bí ở nhà không làm gì thì em bán hàng thôi. Với cả có ảnh hưởng gì đến con đâu ạ? Tôi không cần biết ảnh hưởng đến con hay đến cô hay không. Ảnh hưởng đến bản mặt tôi đây này. Bạn bè cô nhìn vào lại bảo tôi bất tài vô dụng, không làm được việc nuôi vợ con đúng không? Hả? Anh không lo lắng cho hai mẹ con tôi, anh chỉ lo đến bản mặt của anh thôi à hả? Anh lúc nào cũng chỉ biết sĩ diện của anh không đúng không? Đúng đấy, tôi không cần biết. Tóm lại là cô gỡ ngay mấy cái bài ấy xuống đi. Vợ gì mà chồng nói một câu cãi một câu. Tiền của mình đâu rồi?
Alo. Ừ, tiền tôi đưa ông hết rồi đấy. Rồi ạ. Tiền con mụ vợ tôi, lo cái gì? Cứ chơi tất tay đi nhá. Yên tâm đi, Thành đại gia tôi không quên ông đâu nhá. Anh vừa bảo cái gì cơ? Anh lấy tiền tiết kiệm của tôi đi cá độ á? Cô bị thật kinh à? Tiền nào của cô? Cút ra tôi đi nào. Anh đứng lại đấy. Từ ngày nay anh nói hết rồi. Anh có biết đấy, tiền đấy tôi để làm cái gì không? Tiền để tôi đi sinh con đấy, là con của anh cơ mà. Anh kỳ bò, anh keo kiệt đã đành rồi. Anh lại còn nhẫn tâm lấy tiền của tôi nữa. Anh có còn là con người nữa không? Nói làm nhảm ấy thôi. Bán bà. Cô kia. Diệu ơi, con làm sao thế hả Diệu? Thằng Minh đâu? Mẹ vừa nhìn thì nó xuống cầu thang cơ mà. Con làm sao thế hả Diệu? Mẹ ơi, con đau bụng quá. Mẹ cứ... Diệu! Diệu ơi! Chắc để bé con cấp cứu nhé. Alo! 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 Diệu! Con đừng suy nghĩ nhiều nữa mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Con phải nghỉ ngơi để lấy sức chăm cháu nữa chứ. Tí nữa mẹ ra chợ xem có gì ngon mẹ mua về để nấu bồi bổ cho con nhá. Con cảm ơn mẹ nhiều ạ. May mà có mẹ, nếu không thì con biết phải làm như thế nào nữa. Con không phải nói gì cả. Mẹ coi con như là con gái, cháu cũng là cháu của mẹ, thì mẹ chăm sóc con đâu có là chuyện lạ. Còn thằng Minh thì... Diệu! Diệu! Em, con... Cái gì? Con á? Nó không phải là con của anh nữa rồi. Ngay từ cái giây phút mà anh đẩy ngã hai mẹ con tôi để chạy ra thú vui ngoài kia ấy, nó không là con của anh nữa. Em... Nếu như không có mẹ thì hai mẹ con tôi nó không còn nữa rồi, anh có biết không? Vợ ơi, thả lỗi cho anh nhé. Đủ rồi đấy. Tôi không thể nào mà sống chung với một người chồng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình như anh được. Tôi sẽ ly hôn và rời khỏi đây. Mẹ, con xin lỗi mẹ vì con không thể làm con dâu của mẹ được nữa rồi ạ. Mẹ, mẹ nói với vợ con tha lỗi cho con đi mẹ. Con xin mẹ đấy ạ. Thầy hút ra, thầy hút nạ. Cái tát này, tao tát thay cho cái Diệu, thay cho cháu của tao. Tao đẻ mày ra, tao nuôi mày thành một đứa khốn nạn như thế hả mình? Từ nay trở đi, mày cút ra khỏi nhà tao. Nhà này tao sẽ sang tên cho cái Diệu. Tao không có đứa con khốn nạn như mày. Cút, cút ngay. Diệu, mẹ xin lỗi con vì đã không che chở, không chăm sóc được cho con. Mẹ, con không cần phải nói gì cả. Từ nay con cứ ở đây, đây sẽ là nhà của con. Con sẽ là con gái của mẹ. Còn chuyện giữ con với thằng Minh, mẹ tôn trọng quyết định của con. Mẹ thương mẹ đưa, tôi không hiểu cô là mẹ nó hay phù thủy nữa. Con khóc không dỗ được à? Hôm nay con quấy quá, anh dỗ con hộ em được không? Có mỗi đứa con nhỏ xíu cũng không dỗ được. Tôi đi làm mệt mất mấy lần cổ đấy. Con đây, bố với con là bố nào? Ngoan nào. Cô xem lại bản thân cô đi. Người toàn mùi nước đá hay mùi sữa thôi. Đi thay quần áo không lấy bệnh cho con đấy. Cả ngày con quấy khóc, em làm gì có thời gian làm gì đâu. Mà này, đường đường chồng là giám đốc, nhìn cô ăn mặc xuề xòa này xem, nhìn được không hả? Hóa ra vẻ bề ngoài quan trọng với anh như thế à? Đây, bế con đi. Con đái ướt hết người tôi rồi đấy này. Con mà chắc cái.
Nào ngủ đi nào. Anh ơi, anh trông con hộ em một lát được không? Mai anh đi công tác sớm, em trông đi. Làm gì đấy? Không mệnh cho tôi ngủ à? Hả? Con đi đâu đấy? Con phải đi làm chứ mẹ. Con nó quấy như thế, sao con không xin nghỉ một buổi ở nhà giúp vợ trông con? Vợ con nó trông được chứ? Có mỗi đứa con bé búp bê như thế, có gì mệt mỏi đâu. Con ơi là con, vợ con nó cần nhất con lúc này đấy. Mẹ không phải làm quá như thế, con nói chuyện bình thường mà. Trẻ con nó chẳng quấy khóc. Mẹ không có lời nào để nói với con nữa đấy. Thôi đi làm đây, hôm nay con lắm việc lắm. Tối nhớ về sớm giúp vợ trông con nhá. Bây giờ mà chết, nó sẽ không khóc nữa. Trêu con à? Ừ, bố anh chừa mẹ rượu nhá. Mẹ, liệu vợ con sao không ạ? Tạm thời trước mắt là không sao, nhưng mà con đã thấy hậu quả của sự vô tâm của con chưa? Bố bế nào. Ra bà bế nào. Ôi, nhưng bà thương nào. Mẹ con đã vất vả vì con quá nhiều rồi. Cứ thế này con ốm mất mẹ ạ. Mẹ có mua dầu húng chanh lên men Minion Gold ở trong túi đấy, con lấy ra đi. Đây à mẹ? Dầu húng chanh lên men Minion Gold có thành phần dầu húng chanh lên men, dầu diếp cá, dầu cỏ xạ hương, chiết xuất xuyên tâm liên, đường phèn, hỗ trợ người có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp, viêm họng, khàn tiếng, sổ mũi. Ngoài ra còn tăng sức đề kháng đấy mẹ ạ. Khi dầu húng chanh lên men sẽ sản sinh ra vitamin khoáng chất B1, B2, B6, kẽm, vitamin C. Các vitamin sẽ hỗ trợ tăng sức đề kháng. Khi lên men, cơ chế giải phóng enzyme tự nhiên giúp cho bé tiêu hóa tốt hơn con ạ. Rất đúng với tình trạng của con mẹ ạ. Mẹ được người bạn của mẹ giới thiệu nên mẹ mua. Từ giờ con phải thay vợ chăm sóc con nhá. Đặc biệt là phải chia sẻ công việc gia đình với nó. Như thế sau này con nó lớn lên thì nó mới học theo bố được. Vâng ạ. Thời gian vừa qua con vô tâm quá mẹ ạ.
biết nhận lỗi là tốt rồi. Bây giờ cho con uống dầu húng chanh đi. Vâng ạ. Nào, cháu bà ngoan nha. Để bố cho con uống dầu húng chanh nào. Con nhất định phải khỏe như bố nhé. Ngoan quá. Vợ. Ngồi đây con. Anh cho con ăn rồi. Từ giờ nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Con yên tâm. Từ nay đã có bố mình trách nhiệm chăm cháu đích tôn của bà rồi. Anh Minh có biết làm gì đâu ạ. Ai bảo em thế. Từ nay đến giờ nhá, anh cho con ăn thay bỉm cho con. Còn cho con uống dầu húng chanh này. Em Tích à? Nào, để mẹ bế em đi tắm nào. Đấy là việc của bố, mẹ định tranh à? Rồi, thế thì anh tắm cho con sạch vào đấy nhá. Em yên tâm, hai bố con anh kiểu gì cũng bơi theo chậu nước luôn. Con cho em đi nghỉ trước đi. Nhưng mà mai anh phải đi làm sớm mà. Anh làm một chút cũng không sao mà em yên tâm. Giờ anh là ông bố tuyệt vời nhất trên quả đất này luôn nhá. Đúng không ông ăn của bố? Điều phụ nữ cần là sự quan tâm, chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Hạnh phúc gia đình là được vun vén từ cả vợ và chồng. Alo sếp ạ, dạ vâng ạ. Dạ vâng, em đang đến rồi đây ạ. Alo anh à, hôm nay dỗ bố ấy, em có mua đồ hết rồi nhưng mà em lại có việc đột xuất phải đi. Em có ghi hướng dẫn rồi ý, bây giờ anh về nhà anh chỉ cần làm theo thôi nhá. Anh giúp em nhá. Anh, em nhắn tin nhắn thoại cho anh mà anh không xem ạ? Không. Thế còn dỗ bố thì sao ạ? Cô vẫn nhớ hôm là ngày dỗ bố tôi cơ đấy ạ? Em... phận làm dâu, ngày dỗ bố tôi, cô ở đâu, hả? Thì em nhắn tin cho anh rồi mà. Với cả em cũng mua đồ sẵn rồi. Cô mua đồ vứt đấy là xong nhiệm vụ à? Thì tại em có việc đột xuất cho nên là... Đột xuất hay trốn việc nhà? Tôi nói cho cô biết nhá, một nhân viên quèn thử việc như cô, có chuyện gì bận mà quên cả dỗ bố chồng hả? Thì vì là nhân viên mới nên em mới xin xếp tất cả các dự án để làm quen với công việc. Nên là cái việc mà em đi gặp khách hàng ấy cũng là điều đương nhiên mà. Cô nhìn lại bản thân nhan sắc của cô đi. Đến bản thân tôi còn không nuốt nổi thì khách hàng nào nuốt nổi, hả? Em làm sao ạ? Cô tự đi mà soi gương đi. Da rẻ thì vừa đen, sạm, khô ráp. Sờ vào thì đổ hết cả gai ốc lên. Mà chuẩn bị lo liệu cũng dỗ rồi đấy. Anh đi lo đấy. Chuyện bếp núc mâm cỗ là của đàn bà. Lo xong thì bảo tôi xung vái. Nếu ngày xưa mẹ không ngăn cản anh, em đã là cô dâu của anh rồi đấy. Anh ơi, hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu ạ? Anh xem gì mà chăm chú thế? Không, xem linh tinh thôi. Mà có chuyện gì? Nãy em hỏi là hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu ạ? Thôi, không cần đâu. Được, hôm cuối tuần tôi có hẹn với Tuấn rồi. Cô tự đi nấu nướng mà ăn đi. Không phải đại cơm đâu. Mẹ,
Mẹ đến chơi à? Ừ, hôm nay cuối tuần hai vợ chồng ở nhà cả hả? Dạ vâng, mẹ vào nhà đi ạ. Mẹ à? Mẹ đi du lịch Trung Quốc về, con mua cho con ít quà đây, con xem con có thích không? Quà mẹ tặng á, quà nào con cũng thích hết, con cảm ơn mẹ. Con bé này. À, mẹ đợi con một lát nhá, con vào lấy nước cho mẹ. Gớm, mẹ đi du lịch về mua mỗi quà cho con dâu. Con trai mẹ là con ghẻ à? Sao lại so bì như thế được? Mẹ nuôi anh ý, tốn kém bao nhiêu tiền của, vất vả, mất bao nhiêu công sức. Bây giờ con dâu về thay mẹ chăm con, mẹ phải thương nó hơn chứ. Mẹ đừng mà thiên vị. Đúng, tôi thiên vị thì tôi muốn tốt cho anh đấy. Tốt cái gì? Chả bằng Ngọc. Ngày xưa mẹ cứ cấm đoán con lấy cô ấy, bây giờ sắp lấy chồng rồi đấy, mẹ chuẩn bị tiếc đi là vừa. Thế cái rượu nó không tốt à? Nó hiền lành, biết điều. Mẹ chỉ có mỗi mình nó là con dâu thì đấy. Mẹ cứ bị làm sao vậy? Mẹ đi so sánh Ngọc với rượu. Mẹ nhìn lại con dâu của mẹ xem, vừa xấu vừa đen. Còn nhìn Ngọc ấy, nhìn mắt con chảy nước miếng rồi này. Đừng có nói thế, cái rượu nghe thấy nó buồn đấy. Mẹ, con mời mẹ uống nước ạ. Mẹ ở đây chơi con dâu mẹ đi, con có hẹn rồi. Ờ, anh ở lại chơi với mẹ đã, mẹ mới lên mà. Thôi kệ nó, mẹ lên đây là thăm con, chứ mẹ không thèm quan tâm đến nó. Mẹ xem con dâu mẹ nào. Làm gì thì làm, nhưng phụ nữ quan trọng nhất là vẻ bề ngoài. Người xưa có câu nước dáng bề da, thứ ba là mái tóc. Con thì được tất rồi, chỉ có mỗi làn da là cần phải cải thiện thôi. Đây, mẹ có mua cho con sản phẩm viên uống trắng da hay gian, sử dụng nguyên liệu từ Pháp, làm trắng sáng da một cách tự nhiên, hết đèn xạ, hết thâm nám, tái tạo da sâu từ bên trong. Con dùng đi. Con cảm ơn mẹ ạ, mẹ tâm lý quá. Mẹ biết tính thằng Minh nó còn ương bướng, nên con dâu mẹ phải chịu vất vả nhiều rồi. Không sao đâu mẹ ạ, con chỉ mong là anh ấy thay đổi, xem đây là một phần gia đình của anh ấy thôi. Mẹ tin rồi nó sẽ hiểu ra rồi biết trân trọng con. Mà thôi, bây giờ trước mắt con hãy yêu bản thân mình đã, còn yêu người thì tính sau. Vâng. Con cảm ơn mẹ, những lời này của mẹ con sẽ cố gắng đến cùng ạ. Anh ơi, anh nhìn em mặc bộ này như thế nào ạ? Anh ơi. Anh sao đấy? À không, được rồi. Thế em mặc bộ này đi đám cưới chị Ngọc bạn thân anh nhá. Cô nói cái gì cơ? Thì mẹ bảo là sắp tới chỉ còn bản thân anh cưới, như là bạn anh mặc sắm đồ để đi với anh mà. Tôi cấm cô bé mặc cái đám cưới Ngọc nửa bước nhá. Có chuyện gì thế ạ? Không có chuyện gì cả, chỉ là tôi không muốn có sự xuất hiện của cô thôi. Nhưng mà mẹ dặn là dẹp ngay bộ đồ gấm kia rồi đi, mất hết cả hứng. Chơi à? Mẹ lên đây có chút việc, tiện qua ghé thăm các con luôn. Thế cái rượu đâu rồi? À, đi từ sáng rồi mẹ ạ. Ngày nào cũng thế, không bao giờ gặp đâu. Còn ấy, làm gì thì làm, nhưng phải để ý đến tâm lý của cái rượu. Mẹ nghe nói dạo này con chê vợ đúng không? Thì không xinh thì con bảo không xinh chứ bớt ảo tưởng đấy chứ. Suốt ngày tự khen mình xinh, mà con không nói sai đâu. Con thật là cứng đầu. Cái rượu nó yêu thương con thì nó mới chịu đựng đến lúc này, chứ phải người khác ấy thì con đừng có mơ.
thì cũng tại mẹ chứ. Năm đó mẹ không cấm cản ấy thì giờ này con đã sống hạnh phúc với Ngọc rồi. Con vẫn còn tư tưởng đến con bé đó hả? Cũng tại mẹ cả thôi. Nếu mẹ không cấm cản con ấy mà tự nhiên lại lấy cho con cái đứa vợ vừa xấu xí vừa bẩn thỉu thế. Này, con nói thế nào ấy chứ? Mẹ thấy cái Diệu ấy càng ngày càng xinh ra. Hôm vừa rồi nó gọi video cho mẹ nhá, da rẻ trắng sáng, xinh lắm. Bây giờ phụ nữ biết make up một tí ấy, thì thế nào chả xinh, chả ảo nhá. Nếu mà cần thiết ấy, mẹ bảo nó bảo mặt mộng ra mà xem. Còn nói không câu nào vào đầu cả. Mà mẹ nhá, sao hôm trước mẹ bảo cái Diệu đi đám cưới Ngọc con làm gì? Mất mặt con ra chứ. Con nói cái gì thế? Đúng rồi, chính mẹ bảo cái Diệu đến đám cưới của cái Ngọc đấy. Con cấm cô ta bước đến đám cưới cái Ngọc nửa bước, mày mà nghe lời đấy. Con cấm nó sao? Mẹ biết con có tình cảm với cái Ngọc, cho nên mẹ cố tình bảo cái Diệu đi cùng đấy. Bởi vì cái Diệu nó mới là vợ chính thức của con. Còn cái Ngọc nó đã là vợ của người khác rồi. Con tỉnh lại đi con ơi. Con nói cho mẹ biết nhá, nếu không vì mẹ năm đấy con không lấy cái Diệu rồi. Nếu không vì mẹ bây giờ con đã sống hạnh phúc với Ngọc rồi đấy mẹ ạ. Bây giờ mẹ bắt con sống một người xấu xí, bẩn thỉu, mẹ hài lòng chưa? Mẹ nói cho mày biết nhá, ngày ấy chính mẹ phát hiện ra nó đi cặp kè với người khác. Nó còn nói nó đến với mày chỉ vì tiền. Nó còn chê mày ngu dại cho nên cứ đâm đầu vào nó. Chính vì như thế cho nên mẹ nhất nhất cấm cản không cho con đến với nó đấy. Mẹ nói cái gì vậy? Ngọc không phải là người như thế mẹ ạ. Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả? Mày mở mắt to ra nhìn chồng cái Ngọc bây giờ xem. Tiền tài địa vị mày có bằng nó không? Mày cứ tưởng cái Ngọc nó vẫn còn nghĩ đến mày á. Mày nhầm rồi con ạ. Chỉ có cái Diệu nó mới yêu thương con, nó mới chịu đựng con được đến ngày hôm nay thôi. Tỉnh lại đi con ơi. Diệu về rồi đấy hả con? Mẹ, thì ra bấy lâu nay cô ta mới là người mà trân trọng có đúng không? Anh sợ tôi bước chân lên lễ cưới của cô ta thì anh mất mặt. Thế anh có nghĩ đến mặt mũi của tôi không? Con, mẹ, con thật sự biết ơn vào những gì mẹ làm cho con. Nhưng mà ngày hôm nay con hiểu ra vấn đề rồi mẹ. Hiểu không? Hiểu thì sao? Mày câm mồm! Ly hôn đi. Ok. Con bình tĩnh đã. Chuyện không như con nghĩ đâu. Con nghe hết rồi mẹ. Từ đầu đến cuối anh ta chưa từng coi con là vợ. Tất cả chỉ là do con ảo tưởng thôi. Lâu nay con cứ nghĩ là do anh ta khó tính, con chấp nhận bỏ qua. Nhưng mà con thật sự sai rồi mẹ. Kìa Minh, mày nói gì đi chứ? Mẹ xin con hãy bình tĩnh. Đừng đi hôn con, bình tĩnh đi con ơi. Mẹ, một ngày là mẹ thì suốt đời con vẫn gọi mẹ là mẹ. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì con vẫn sẽ về thăm mẹ mà. Mẹ chỉ có một mình con là con dâu thôi. Mẹ xin lỗi vì đã đẩy con vào cái tình huống như thế này. Mẹ không sao đâu mẹ ạ. Con hiểu mà. Con xin phép mẹ. Con, con phải đi rồi ạ. Con xin phép mẹ. Chơi đánh này, mày mà không dỗ được con Diệu về thì mày đừng gọi tao là mẹ nữa. Diệu ơi, đợi mẹ với.